Tin tức tinh túy, thông tin nhanh chóng, chính xác, cập nhật liên tục. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh vô cùng xinh đẹp của Trịnh Kim Ái. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Trịnh Kim Ái quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, Trịnh Kim Ái là một hot tiktoker, một facebooker cực kỳ nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của đông đảo quý vị khán giả phải không ạ? Trịnh Kim Ái nổi tiếng với những câu chuyện của gia đình vui vẻ trên mạng xã hội. Trịnh Thị Kim Ái xinh đẹp, hiền dịu, sở hữu cả triệu lượt follow trên TikTok nhưng vẫn khiêm tốn, tự nhận mình không phải là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ngay từ đầu mà do là nhận được sự yêu thích từ các bạn yêu thích video của mình. Quý vị và các bạn thân mến, TikTok gần đây được xem là một trong những mạng xã hội có xu hướng mới của rất nhiều bạn trẻ với những video dài khoảng 1 phút nhưng lại chứa đựng đầy đủ các nội dung truyền tải tới người xem. Vâng ạ, và chính vì như thế, mọi người xây dựng rất nhiều xu hướng mới trên mạng xã hội này. Vui vẻ, nhảy múa, hài hước, chia sẻ những bài học cuộc sống hay là lan tỏa tinh thần chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, Trịnh Kim Ái, cái tên đang được rất nhiều người chú ý khi mà tài khoản của chị sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi và hơn 7,8 lượt yêu thích từ các video mà chị đăng tải. Xin lỗi quý vị và các bạn, đó là 7,8 triệu lượt yêu thích. Từ những video chia sẻ về cuộc sống, hôn nhân, vợ chồng mình, lan tỏa tình yêu dân tộc, đất nước hay những câu nói vui vẻ, ngọt ngào với chồng đã khiến cho các cộng đồng mạng đổ dần dần đã giúp cho cô chia sẻ được những video của mình và mình đã trở thành một hot tiktoker chỉ sau 1 tuần sử dụng mạng xã hội này quý vị ạ. Vâng, hot tiktoker Trịnh Thị Kim Ái video nào đăng lên cũng đạt được triệu view. Thưa quý vị và các bạn, được biết là một cô gái có gia đình với một em bé nhưng chị Kim Ái luôn cố gắng mỗi ngày cân bằng việc kinh doanh và vun đắp tình cảm gia đình xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, mang tiếng cười cho mọi thành viên trong gia đình. Nên Kim Ái muốn quay vừa chia sẻ với mọi người và lưu giữ lại những khoảnh khắc. Mình là người khá nhiều ý tưởng hay nên thường hay rủ chồng quay những video vui vẻ để lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà thật bất ngờ là những video của mình lại được đón nhận nhiệt tình như vậy, đặc biệt là từ các bạn trẻ cũng tự nhận thấy bản thân mình không thuộc dạng đẹp hay là duyên sắc sảo gì cả để cạnh tranh với nhiều bạn gái khác. Nhưng mà có lẽ những chia sẻ về cuộc sống gia đình và bài học sau tiếng cười đã thu hút được lượng bạn xem rất là yêu thích như vậy. Đó là những lời chia sẻ rất là chân thành và mộc mạc từ Trịnh Kim Ái. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình, Trịnh Kim Ái cũng đã tiếp xúc rất nhiều những câu chuyện từ khách hàng. Những video chị đăng tải đều là những câu chuyện được nghe kể lại hay là chính chị chứng kiến, hơn nữa đó là những gì về cuộc sống mà đang diễn ra. Hiện nay cái tên Trịnh Kim Ái đã trở thành cái tên rất là hot không chỉ trên mạng xã hội TikTok mà ngay cả trên fanpage của chị cũng đã sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi và hơn 2 triệu lượt follow.